Rồi, cảm ơn con nhá. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn. Rồi, rồi, cảm ơn Hương nhá. Rồi, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Rồi, các bạn dùng tiền để mua đồ dùng học tập nhá, giày dép nhá. Cảm ơn chú chưa con. Rồi, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn. Rồi, bạn nào lấy rồi đi ra ngoài nhá. Bạn nào nhận tiền rồi đi ra ngoài nhá. Rồi. Cảm ơn chú nha. Rồi. Cảm ơn chú đây, cảm ơn chú, cảm ơn chú. Cảm ơn. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn nhá. Cảm ơn con. Đây, cảm ơn chú, con cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Con. Rồi. Cảm ơn, cảm con. Ơn chú đây. Rồi, cảm ơn. Rồi đứng im coi, cảm ơn chú đi con. Rồi, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn. Rồi từ từ nè, từ từ các bạn, từ từ thôi nhá, để cho anh còn lấy tiền. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn này. Con áo đi chú. Cảm ơn con. Không cảm ơn chú mà là sao. Rồi, xin cảm ơn. Chúc các bạn ăn ngon miệng nhá. Cảm ơn con nhá. Hay ăn trong lớn. Rồi. Cảm ơn chú. Rồi. Rồi, cảm ơn con. Để chú đá rồi sẽ mình chờ sao. Nguyên có chưa? Rồi, mình đi ra ngoài đi con. Rồi, mời con. Rồi, nhận đi con. Rồi, nhận đi. Rồi. Rồi, xin mời. Rồi. Bây giờ tiền này làm gì? Mua đồ dùng học tập. Rồi. Chú hỏi con là tiền này con làm gì? Đồ dùng học tập. Rồi, cảm ơn con. Con dùng tiền này con xài việc gì? Đồ dùng học tập nào. Tiền này mua gì? Hả? À. Con mua đồ dùng học tập và lại ăn bánh. À, ăn bánh và mua đồ dùng học tập. Rồi, cảm ơn con. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip vào sáng ngày 25 tháng 12 năm 2022, chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống ở Tây Nguyên. Thưa cô bác anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang đi giữa cái cánh rừng cao su. Ở đây, những cái vùng mà trồng cây cao su này đó thì thường là những cái vùng mà không có cái điều kiện về nguồn nước, rất là khó tưới, thì người dân sẽ trồng những các cái cây cao su này, và dưới cái tán lá của cây cao su thì gần như là cỏ cũng rất là khó mọc nha thưa cô chú anh chị. Người ta vẫn nói một cái câu là cao su thì đi dễ khó về, và khi đi thì trai tráng, khi về bủng beo. Có nghĩa là những cái người ngày xưa đó, những cái người đi phu đồn điền cao su từ thời Pháp đó, là khi đi thì còn rất là trẻ, nhưng mà khi về thì họ đã già rồi. Cô chú anh chị thấy là xung quanh đây chỉ có cao su và cao su mà thôi. Thì nói về cái thân phận của những cái người mà đi phu đồn điền cao su đó, từ cái thời Pháp đó, thì cô chú anh chị thấy là cái cuộc sống của họ rất là vất vả. Đây là một cái chén này, và đây là cái phần này là mủ cao su này, nó dai dai này các bạn này. Đó, mình kéo ra này, nó dai dai. Đây là chính là cái mủ cao su. Thì đấy, đây Tuấn Dương đang kéo thử cái mủ ra nhá. Đó, đấy, các bạn nhìn này, một cái sợi dây, sợi trắng. Thế, và khi mình thả buông nó ra cái thì nó có cái độ đàn hồi. Đó, nó có cái độ đàn hồi. Thì những cái phần mủ này là được cạo, cứa từ cái thân cây, cứa từ cái thân cây, và có một cái chén. Đây các bạn nhìn này, ví dụ như người ta sẽ rạch những các cái đường này, thì sau đó cái mủ cao su nó trôi từ trên, nó chui vào cái chén này. Thì những người đi phu đó là sẽ hớt cái mủ đó. Và lý do người ta làm cái giấy này này, cái này này, để chắn mưa nó không có, khi mà cái cao su nó chưa rớt xuống đây ấy, thì nó không có nước. Còn nếu mà có nước thì người ta cũng chắp bớt nó đi. Thì
thông thường đó, những cái người mà đi cạo mủ cao su thì họ đi từ khuya. Như Tuấn Dương biết là ở đây thì sẽ đi từ khoảng 12 giờ khuya cho đến khoảng 3-4 giờ sáng. Thì cái thời gian đó là cái cây cao su nó tiết ra nhiều những cái mủ nhất. Thì mình biết là như vậy. Và bây giờ mình sẽ không nói về cái chuyện cây cao su, mà hôm nay sẽ cùng với quý cô chú anh chị, chúng ta sẽ đi phát quà cho hai làng cùi ở Tây Nguyên. Thì có một làng á, là cách cái địa điểm này cỡ khoảng 30 cây số. Nhưng mà mình thì còn chim gì kìa, chim diều hâu hay sao. Nhưng mà mình thì không có thể đi vào trong cái, mình vào trong cái làng đó chơi thì được, còn phát quà thì không được. Nói chung là phát quà thì phải gửi tất cả những cái phần quà đấy cho địa phương thì mình mới phát được. Nên là nhóm sẽ mời những cái người trong làng cùi ra, thì sáng nay sẽ đi một điểm là vào được tận làng phát, tức là có hai làng, mỗi một làng 100 phần quà. Thì danh sách những cái mạnh thường quân thì Tuấn Dương sẽ đọc sau. Bây giờ mình sẽ quay cái cảnh ở khu vực Tây Nguyên, đặt cụ thể đây là ở Chư Sê Gia Lai, để gửi tới các quý cô chú, anh chị, ông bà, những cái khán giả yêu quý trên kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Đây chỉ là một trong số rất là nhiều những các cái lô cao su thôi. Tuấn Dương cũng đi phát quà ở Tây Nguyên khá nhiều, và có những cái lần thì phải đi qua rất là nhiều những các cái lô cao su này. Rồi trời thì tối, cũng khá là sợ nếu như mà đi một mình. Nó không có đèn đường đâu, nhưng mà ở đây thì mọi người nói cũng tương đối là an toàn, không chưa tới cái mức là gặp thổ phỉ gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra đường, ngoài đường kia để mình đi bắt đầu đi tới máy ấm nhé. Từ đây mà đi xuống cái điểm phát quà, tức là đi xuống máy ấm du xe chỗ thầy Nhật thì cỡ khoảng 4 cây số. Rồi mời cô bác anh chị cùng đi với Tuấn Dương. Và ở Tây Nguyên này các bạn thì chủ yếu những cái chiếc xe mà cô chú anh chị thấy là những cái xe công nông. Công nông đây không phải là cái sự gọi là, đây là một cái sự kết hợp giữa công nghiệp và nông nghiệp. Tức là đưa những các cái loại xe mà để phục vụ cái nhu cầu sản xuất của bà con. Nói chung là mình có thể hiểu là công nông là sự kết hợp giữa công nghiệp và nông nghiệp. Bây giờ Tuấn Dương đang trên đường đi xuống máy ấm du xe của thầy Nhật. Thời tiết ở Tây Nguyên lúc này thì khá lạnh. Nhiệt độ nếu mà tầm buổi tối ấy, có thể nó xuống chỉ khoảng là 14 đến 15 độ C. Không biết là độ nhiệt độ của nước ngoài thì là nó là bao nhiêu độ. Nhưng mà cái đơn vị tính của Việt Nam mình là độ C thì cũng khá lạnh. Chúng ta phải mặc quần áo ấm. Gần như ở ngoài đường thì cô chú anh chị thấy cũng rất ít người đi. Thông thường những cái căn nhà mà mặt tiền đường này thì là của người Kinh ở. Hiện nay thì về cộng đồng người Kinh đó thì có là người Huế, người Thái Bình vào đây sinh sống. Cái công việc chính của người dân ở Tây Nguyên này thì họ trồng các cái cây, có hai loại cây. Một loại là các cái cây công nghiệp, và hai là những cái cây mà có thể là cho được cái
thu hoạch sau một cái thời gian ngắn. Ví dụ cái cây công nghiệp dài ngày thì có thể là cái cây cao su, cây hạt tiêu, hạt điều, cây cà phê. Những cái cây đó thì sẽ cho thu hoạch nhiều năm. Còn ngoài ra thì còn trồng thêm là khoai mì này, khoai lang này, bơ này, sầu riêng, chôm chôm, một số những cái loại cây trái khác. Sở dĩ cô chú anh chị thấy vắng là thứ nhất là Tây Nguyên thì đất rộng người thưa, đồng bào dân tộc thiểu số thì có là người Gia Rai, mình thì mình gặp chủ yếu là người Gia Rai thôi, cũng có một số dân tộc ít người. Đồng bào dân tộc thiểu số thì người ta sống ở sâu trong nương trong rẫy. Cái tập quán ngày xưa đó là làm theo cái kiểu là đốt rừng làm nương rẫy. Người ta cứ đi đến đâu thì người ta đốt rừng tới đó. Ngày nay thì bà con cô bác đã bắt đầu dần biết áp dụng những cái khoa học kỹ thuật vào để sản xuất. Nhưng mà nói chung là vẫn còn lạc hậu hơn so với người Kinh. Mình đang đi này là con đường liên xã này, từ thôn này qua thôn kia. Đây, mình sẽ phải dừng ở đây để đổ xăng đã. Đây, vô đây đổ xăng. Đổ xăng thì chắc phải tắt điện thoại đã. Rồi, sau khi xăng xong thì giờ mình lại đi tiếp. Nói chung ở đây thì về các cái dịch vụ thì cũng có đầy đủ, tương đối đầy đủ. Nói chung những cái dịch vụ thiết yếu như là hàn, điện, sửa chữa những các cái đồ về cơ khí, cũng có cắt tóc, cũng có những cái quán ăn, quán cà phê thì mọi người bán theo cái kiểu là cà phê. Nói chung là nó đơn giản hơn so với ở Sài Gòn. Người dân thì có lẽ là uống về phần nhiều là uống về cái nhu cầu cà phê, tức là uống họ muốn nạp cái năng lượng là caffeine thay vì là uống thưởng thức như ở Sài Gòn. Vì cái công việc chính của bà con là làm nương làm rẫy. Thì đây là mình đi ở ngoài đường lớn nó như vậy, còn vào trong những các cái khu nhỏ hơn thì từ từ Tuấn Dương sẽ đưa cô chú anh chị chúng ta đi vào những các cái khu mà gọi, người ta gọi là lô 2. Lô 2 nghĩa là cái lô nó nằm ở phía bên trong. Ở ngoài này thì người ta gọi là lô 1 này.
Thỉnh thoảng ở đây thì mình cũng có gặp những cái căn nhà cũ, nhà cổ. Đây là mình sẽ đi vô cái lô 2 nhé. Chỗ là được chảy nhựa rồi, còn có những chỗ thì có thể nông thôn mới sẽ làm đường bê tông. Đấy, các bạn thấy những cái xe này, xe công nông này, hầu hết gia đình nào cũng có một cái sân để phơi cà phê, thì cà phê của Việt Nam đó, đặc biệt là cái loại cà phê Robusta là một cái mặt hàng mà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Giống như ở người Kinh ấy, thì vào đến mùa vụ thì cô bác anh chị biết là người ta trồng lúa. Đây này, gia đình đang xúc cà phê đóng vào bao. Cà phê đóng vào bao. Cái đó là cái hình như là cái vỏ cà phê thôi. Sau khi xay xong, xay được, lấy được cái nhân rồi thì còn cái vỏ. Đấy, trẻ em thì đi bộ. Ở đây mà gọi một cái chiếc taxi hoặc cái xe ôm ấy thì có như là bắc thang lên trời. Hôm nay thì có một số bà con ở trong rẫy sẽ ra đây để nhận quà, một số bà con người Cùi đó. Con chào thầy. Vâng, con đi xe Honda lên ạ. Thầy khỏe chưa? Dạ. Vâng. Thưa các bạn, mình đang có mặt ở thôn 1, xã Ia Lốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi đến cái ngôi chợ Ia Lốp để mua cùng với các cháu đi mua thức ăn. Sau đó thì các cháu sẽ nấu những cái món ăn này để cho các cái bạn ở trong máy ấm. Thì như chia sẻ với cô chú anh chị là nhiều lần trước đó, khi mà tụi mình lên thì còn nhờ các bà, các cô nấu dùm. Nhưng mà mình cũng muốn là tập cho các cháu cái tính tự lập, với lại nữa là cũng muốn cô chú anh chị chúng ta hiểu thêm về cái cuộc sống thực tế, không phải là các cháu làm nó ngon như là người lớn, nhưng mà cũng phải có được cái sự trải nghiệm, tức là mình phải tập làm rồi sau đấy thì mình mới có thể làm ngon được. Thì buổi sáng các cháu dậy rất là sớm để một số cháu thì đi làm. Ngày hôm nay chủ nhật thì các cháu được nghỉ, nên là cái lúc mà các cháu ăn từ sáng sớm ấy, thì Tuấn Dương chưa có dậy.
vì thú thực là Tuấn Dương ngủ cũng khá muộn, 12 giờ đến 1 giờ khuya mới ngủ, nên là sáng dậy muộn. Mà khi dậy muộn thì các cháu cũng đã ăn xong rồi. Đây bây giờ mình sẽ đi vào chợ nhé. Đây cái lối này là đi vào chợ này. Đây các bạn nhìn ở đây giống như là cái sân kho đấy. Bà con người ta phơi cà phê ở cái sân này. Này, có chữ chợ ở đây rồi. Rồi, giờ mình sẽ đi vào trong. Mấy để xe ở ngoài này cái gì nữa? Có người coi xe tí nữa đưa đi cho ta. Rồi đi, các mình đi rồi. Đây chúng ta đã tới chợ rồi nhé các bạn. Lát nữa tính. Rồi, ta đi tiếp. Rồi, hôm nay là mình sẽ mua nấu sáng nay là cho các cháu ăn gì? Ăn nui với xương. Nui với xương. Còn trưa nay thì mình tính cho ăn gì? Cơm chiên này, xương non. Cơm chiên xương non. Với lại khô quá đến nổ canh rồi. Rồi. Cơm chiên xương non. Củ quả để nấu canh. Cái đó là nhờ mấy cô chặt rồi đúng không? Hồi sáng con mua trứng thì 5 ký, thịt xay thì 1 ký rưỡi. Cái đó là mấy ký đấy chị? 7 ký. Thịt đấy có người cho. Đây là tinh tiến hơn sang luôn. Đây là cái chợ này gọi là chợ Yalop. 1.280.000. Mọi người cho thịt đấy là ai chị? Không nói tên, nói có người cho là được. Nói có người cho. Mà ở đây à? Vậy. Nói phải cảm ơn chị. Rồi thì cảm ơn người ẩn danh có gửi tặng cho mấy cháu thịt. Rồi để đó rồi lát đi qua sách. Là tiếp. Rồi chào người đẹp. Này. Nó có sẵn nó. Vâng.
Nay người đẹp này có bán nhiều tiền sao, có vệ sĩ đi theo trông tiền này hả? Quay lên để kiếm thêm vợ mới. À. Đây, chợ này thì cũng khá đơn sơ. Đây rồi. Đấy, bạn lựa khoai lang, đậu que. Vậy em bán đây là đâu có ngày nào nghỉ đâu đúng không? Dạ. Bán này có ngày nào nghỉ không? Có chứ. À. Thì mà mình mệt đó, mình nghỉ. À, mình mệt nghỉ. Có mà mệt sơ sơ thì mình nghỉ. À, mệt sơ sơ không nghỉ. Xếp vào chỗ sườn đấy gì? Dạ. Sườn mình ấy xong mình xương xương được bao đếm hai bao nhiêu không? Cái đó gọi là giống như là đồ la ghim á. Sau khi mình làm món ví dụ sườn chua ngọt xong thì mình đặt cái lá này lên đĩa rồi mình mới xếp cái sườn lên cho nhìn nó đẹp, để có trình bày cà chua ngò đại loại thế. Thì bình thường nếu mà bà ngoại làm thì bà ngoại sẽ trang trí rất là đẹp, nhưng mà các cháu thì có thể sẽ đơn giản hơn, không có làm cầu kỳ. Quên, mà quên chưa hỏi là cô bán rau này có chồng chưa? À, có rồi, có rồi. À, có rồi. Có mất lấy trên bàn. À, thế à? Có quả. Thương đi mình thương. Ôi trời ơi. Nãy thì bảo chồng giới thiệu cho chồng người yêu mới, giờ lại... À. Bí đỏ. Này bà cũng ngồi lựa cà chua. Nhưng mà vậy là chưa chỉ làm cơm chiên với sườn thôi á? Với nồi canh nữa. Coi là làm cơm canh thôi. Ăn đơn giản. Ê, trái cây hôm qua ăn hết chưa? Còn dưa thôi gì? Ờ thôi lát xíu mua thêm trái cây nữa cho các bạn ăn. Đây, mình sẽ quay một lượt vòng vòng khu này cho cô chú anh chị chúng ta coi nhá. Là đó, bán rau thì bà con cô bác bày rau củ quả lên trên những cái sạp này. Rồi mọi người ai mua cái gì thì cứ chỉ lựa. Nói chung ở đây thì nhìn cỡ có khoảng mình ước lượng có tới khoảng 20 sạp trong cái chợ này. Đấy. Phía ngoài này là bán cá này. Rồi bán rau, bán dạ. Ấy. Vâng ạ, chơi ạ. Sao mà chơi được? À. Quay cái này thêm mà anh khác lên. Anh khác lên trực tiếp thôi. Không, đâu có trực tiếp đâu. À.
Đang quay thì có một chị nói là anh phải vào xin phép xã. Mình có nói chị là chị cho em biết, thì không thấy chị nói gì. Nói chung là ở đây ấy, thì mình cũng không biết nói sao nữa. Nhưng mà về cái thôi chỉ nói tạm dừng tới đó thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nhé. Hồi nãy là có một chị gọi là phó chủ tịch xã. Thì tại sao, nói chung là mình sẽ phân tích những cái nguyên nhân. Rồi mình lấy gì nữa? Đi mua. Nó nhiều thứ lắm mà thôi, từ Tuấn Dương phân tích sau. Giờ đây qua bán dao kéo. Mình lấy dao gì? Dao cắt. Bán dao anh ơi. Đây các cái loại cuốc xẻng này. Rồi lưỡi cuốc. Đó, cái cưa. Dao dân tộc. Dao của đồng bào này. Đó. Như con dao này là nhiêu tiền anh? Con này nhiêu tiền? Cái đấy là 140 anh. 140. Tất cả đây 140 hết à? Không, có loại rẻ hơn, có loại đều được. À. Cái này là dao giằng thép không nhỉ? Có tiền chưa? Tốt đấy, không đây. Cái này dao này nhiêu tiền? Cái đó là 360 một cây. Dao giằng thép không chỉ. Vừa con mua làm thái rau thái gì? Ý là thái thịt rồi hay là? Chặt luôn, thế thì lấy cái này. Còn con đây? Con đó thì 320. Cây con kia thì nhìn. Cái nào? Đây á? Đây. Cái đó có ngon hơn không? Con này thì chặt hắn sướng hơn con đó. Cái đó nhiều tiền? Cũng 380. 38. Thế thì lấy con đó. Xương nó to to. Cái xương to mình chặt nó đã ấy tay hơn. Đâm tay hơn còn con này nó. Vậy lấy cái đó. Còn lấy thêm con dao nhỏ nữa con. Mua hai cái đi. Cái này, ủa cái này mỏng quá, cái này bao nhiêu? Cái đó mình xẻ thịt thôi. Mà ý cái này nó mài sát quá. Ý là kiểu cái lưỡi này nó nhanh bị mài vát vậy, nó khó rồi. Còn nếu mà mài thẳng thì được rồi. Không, nhưng mà ý như vậy thì cái dao này kiểu như mình không có xài được lâu ấy. Lâu chứ, lâu dèm mà. Cái này nó dao giàn bằng thép không chỉ, chứ không phải là dao inox. Rồi thôi được rồi, cứ lấy đi tùy. Thì chú Đông Dương chặt đi thì dao này. Có cái nào tốt hơn để mà thái? Nói là tốt nhất được rồi. Nếu mà dùng nhíp xe. Thôi. Cái đó bằng xe. Thôi. Nhíp. Thôi thì lấy cái này đi. Lấy hai con này. Ở ngoài Bắc kia thì có cái làng dao kéo là Đa Sĩ. Ở đây thì ta bán những cái đồ. Cái đồ này dao kéo ấy thì những cái đồ dao kéo này là có cái làng. Để mua dụng cụ nhà bếp, có phải mua mấy cái nạo hay là ấy gì nữa không? Tặng cho cái nạo. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn em. Hôm qua kia mua trái cây cho các bạn này.
qua cái chị hôm qua mua gì nhãn mua gì để cho mấy bạn. Rồi lấy nhãn. Nhãn qua là ăn hết rồi đúng không? Không. Nhãn ăn qua đây. Cái đó là những cái thùng đó là nhiêu tiền? 10 kg. 10 kg là nhiêu tiền ta? 10 kg là 400. 400. Phải mở thì. Đâu em cứ mở ra thử. Để coi. Ờ, cái đấy là ý là để nguyên thùng đấy chưa có chưa có bó buộc lại đúng không? Dạ đúng rồi. Còn cái này là em muốn bó rồi. Rồi, mình lấy cái đó với ăn thử đi. Có lấy thêm thì ăn được. Lấy cho một chùm đấy nữa. Có mua quýt này nữa không nè? Quýt không? Em còn rổ này. Ăn lấy. Một rổ đó nhiêu? Ăn lấy một rổ là 27, ừ, lấy nguyên rổ nữa. Một cái đấy mấy quýt nữa cho các cháu ạ. Nha, ăn hết. Thì chú dương chở. Có thì, ừ, xe mình được chú chở dùm cho một thùng. Hai thùng cũng được. Ừ. Mà em có dây không? Lấy cho anh. Giờ em có đủ. Rổ nào cũng được, miễn là để xe anh mang đi được. Ừ. Cái nào cứ ngon nhất thì lấy. Ơi. Thêm 100 này. Ừ, thêm chùm đấy bỏ riêng nha. Hai rổ thì ăn không hết. Ừ. Lấy cái rổ ngon đấy. Rồi, lấy rổ ngon rồi, ok. May. Tổng cho cái này 84 thôi em. 84. Đây. Rồi, ok. À, chị có dây không? Ấy bỏ ra xe dùm em chở. Dây em có dây bao. Vâng, chị cứ chẳng lên xe là em chở em đi được. Lạ ra xe đi mà em mới. Vâng. Đây tiền còn đây nhiều không? Còn chị cứ đây là mua cái đồ chăm sóc buổi sáng à? À, buổi sáng nay củ cải rồi chợ là gì ta? Chả à, chả 180. Rồi cái gì 35.000 ta? Cái rau sống à? À, rau sống, à, coi là sáng nay đi mua đồ nấu rồi. Có mua trứng không vậy? Ừ. Có mua trứng chiên cơ kia. Ừ. Thế còn một, hai triệu 777.000 à? Ừ. Rồi bây giờ mua gì nữa? Bạn bảo mua trứng hay mua gì? Trứng để trên cơm ạ. Ờ, mua trứng trên cơm, rồi, lại mua trứng. Kia, ngoài kia có kìa. Ngoài trứng rồi. À, lấy bỏ ra xe giùm em nhé. Em chờ người này. Đây có hàng bán trứng ở ngoài này. Vâng. À, đây bên ngoài này là các bạn này. À, mình mua trứng gà hay là trứng vịt hay là trứng bán trứng chị ơi.
Mình mua bao nhiêu trứng? 30. Lấy 30 trái trứng con. Trứng gì con? Trứng gà. Trứng gà. Trứng gà đó này. Và một chục bao nhiêu ạ? À, 30 hoặc 90 ngàn. 30 trứng 90 ngàn. Vậy. 40 trứng 100 ngàn được không? 40 trứng 120. Rồi. Trời, để thế là về nó có dập ra không ta? Không sao. Gà cũng bó cho nó. Trứng để chiên với cơm. Trứng vịt thì là nhiêu tiền đấy cô? Trứng vịt là 35. Vịt, trứng gà. Còn bên đây trứng vịt lộn à? Còn vịt lộn này. Còn bên đây trứng cút. Cũng ra con hay con? Con giùm cô ơi. Đưa cô 20 được không? Ừ. 90 ngàn. Lúc này chợ bán được không cô? Thế à, nhờ bao quán chứ người đi mua ít à. Vậy xong rồi đúng không? À, không, tiền cầm lấy, cầm lấy đi chợ là mua cho các cháu. Ừ, cho con cứ giữ lấy nhé. Đi à. Đi giờ về thôi đúng không? Vậy là hôm nay thì có ai phụ nấu nữa à, hai vợ chồng là Leo là ở đây bao năm? Được bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm. Ừ. Đây bạn Leo thì cũng ngày xưa cũng ở mái ấm từ lúc còn nhỏ. Giờ bạn đã có gia đình rồi. Hôm nay hai vợ chồng cùng phụ để đi chợ mua. Rồi đi mình ấy lên xe đi. Chị ơi lấy dây, lấy dây em bỏ lên xe. À. Đây buộc lên xe giùm em đi. Xe đỏ. Đây mình sẽ chở hai cái thùng nó về. Ừ, được, được, chở luôn được hai thùng. Chở hai thùng, ừ, hai thùng. Em không, em buộc cái thùng dưới trước, xong em buộc thêm lượt nữa. Để cân thôi. Đây thì hôm nay sẽ mua thêm trái cây. Rồi ngày hôm nay thì các cháu cũng tự nấu luôn. Gọi là tự biên, tự diễn. Không có nhờ bà. Cái đấy phải thêm dây đi nó rớt ấy. Buộc chắc rồi. Đi về không thấy gì luôn. Ờ thì lát nữa các bạn mình sẽ về nhà mình sẽ quay tiếp cái phần mà các bạn ấy chuẩn bị rồi bạn nấu ăn để gửi các cô chú anh chị coi. Như vậy là ngày hôm nay thì các bạn ấy đi chợ cả buổi sáng lẫn buổi chiều ấy, thì mất khoảng 3 triệu thì tiền trái cây này cỡ 1 triệu rồi. Rồi mình đi về nhé. Thưa các cô bác anh chị, buổi trưa hôm nay đó là các bạn sẽ làm món cơm chiên với sườn ram. Thì đây các bạn đang sắp trứng này. Đầu tiên là mình phải chiên lên thành từng miếng. Sau đó rồi sắp nhỏ ra.
nha. Bạn bạn nữ bên ngoài này tên là gì? Con tên gì? Dạ, thưa chú là con tên là Dân ạ. Dân. Dân. Dạ. Dân, dân hay là dân? Dạ, dân lên ạ. Dâng lên đúng không? À, dâng là nước dâng cao đúng không? À, thế con, chào con. À, con năm nay nhiêu tuổi? Dâng bao nhiêu tuổi? Dạ, thưa chú con 14 tuổi. Con 14 tuổi, con học lớp mấy rồi? Dạ, thưa chú là con học lớp 9 rồi. Lớp 9, à. Rồi, chào các con. Vậy sang sang năm là lên cấp 3 đúng không? Ừ. Thế con ở trong máy ấm được bao nhiêu năm rồi? Nhưng mà lâu lại. Sao con? Chứ đã lâu rồi. Lâu là từ lúc nào ta? Năm mấy tuổi? Không nhớ. Dạ. Cứ sắp chứng đi, vừa sắp vừa làm, sợ chú hỏi không trả lời được à hay sao? Không. À. À. Thế Dân biết làm bếp từ khi nào? Hả? À. Ý là ai dạy con làm? Chị Leo. À. Chị dạy chị có uýnh không? À. Chị dạy xong chị có uýnh không? Giống mình không làm được chị uýnh cái. Lắm, không à? À, à. Thế ở lớp con học có nhiều bạn không? Có bao nhiêu bạn? Dạ, có nhiều lắm. Là 100 bạn không? Dạ, lớp của con thì 46. 46 bạn. Ừ. Rồi con lớn lên thì con tính con làm nghề gì? Hả? Chưa biết làm gì à, lớn lên chưa biết làm gì. Thế rồi ở lớp con nhiều bạn có người yêu chưa? Hả? Có chưa? À, đa số thì có à, thế con là nằm trong đa số hay sao? À con chưa có à. Là mình còn tập trung học hay là mình yêu rồi xong mình cảm thấy chán, mình chưa yêu nữa hay là sao? Tập trung học. À, tập trung học. À. Mama. Rồi con tính lên, con có muốn học lên cao nữa không? À, muốn học lên cấp học nào? Muốn học đại học như mấy chị không? À. Thế nhà con trước thì ở đâu? Trước khi con vào máy ấm thì con ở đâu? Con không biết luôn à. Thế ở đây các bạn ấy thích ăn món gì? Ăn cơm xiên à. À, chị Leo nấu ngon. Tùy ngay thôi. Ngoài cơm chiên thì con còn biết làm món gì khác? Ví dụ nở bún này. Nấu bún. Sao mì. Em thì con nở được hết, nhưng mà nở hay dở. À, ngon hay dở thôi. Dạ. À. Trước không biết học theo bà ngoại hay bà mình. Ừ. Rồi trước bà ngoại dạy đúng không? Xong rồi mình cứ làm theo. Dạ. Nhưng bà ngoại ấy, chú thấy thì bà làm là bà trang trí đẹp. Dạ. À, và bà làm gọn gàng đúng không? Dạ. Nhưng mình thôi từ từ, mình cứ từ từ rồi mình làm. Đấy, bạn này sát trứng giỏi hơn chú luôn này. Vậy là có một bếp trưởng thì mấy bạn phụ? Tùy theo. Nếu mà mời em ở nhà hết rồi sang thì phụ hết luôn. Phụ lặt rau rồi bọc khăn tỏ xong rồi. Con là người nở luôn. À. Rồi đây cái khâu này là sắt trứng. Rồi chúng ta sẽ đi xem mấy khâu khác. À quên hỏi thăm bạn này. Rồi chú chào con. Ừ con mấy tuổi? Con 12. Con học lớp mấy? Lớp 7. Bạn này 13 là lớp 9. À 14. À về đi học cũng đúng tuổi. Thế con có, nếu mà tự giao cho con nấu ăn một bữa cho các bạn, con làm được không?
À. Được hay là không? Không. À. Thế con phụ bếp được bao nhiêu lâu rồi? Là mấy năm rồi? À. Ừ. Thế năm rồi con có được học sinh giỏi không? À. À, bạn này ngại để đi vào trong nhé. À, ở trong còn một số bạn nữa. Đây giờ có bạn nữa sẽ bắt đầu bắc cái bếp lên để chiên trước một số cái đồ. Nói chung về cái phần cơm chiên đó thì cũng các bạn ấy cũng học được cái kỹ thuật của bà ngoại. Bà ngoại hướng dẫn thì các bạn ấy sẽ làm theo. Đầu tiên là đổ dầu ăn vô. Sau đó sẽ phi hành cho nó thơm. Đây vì cái chảo này lớn quá nên mình phải xài cái bếp khò và mình đặt ở dưới đất. Rồi sau đó sẽ đổ cơm vô. Lấy cái muỗng vét. Cơm nó thì có cái tủ nấu, xong mình bỏ ra khay mình bới cho nó nguội nguội. Đây có lẽ cái sức của cháu nó còn khá nhỏ. Nấu ăn ngon mai mốt ra mở nhà hàng nhá. Bắt đầu thấy thơm thơm rồi đấy các bạn. Đúng rồi, tay yếu đào không nổi. Em đổ nhiều tay em đào nổi chứ nó sao đào nổi. Gần 11 giờ đây nè. Rồi thôi để anh ấy cho tay anh khỏe hơn. Bây giờ là có cái kiểu đây con lấy cái giấy con lót vào trước, lấy giấy lót vô không nó dơ. Ở phía trên này cũng là hay hay trứng này. Rồi xin chào. Cái này là cái tủ cơm gọi là tủ cơm công nghiệp ạ. Khoan để chị lấy cho. Rồi, rồi con đặt lên. Rồi phải châm thêm dầu ăn nữa. Rồi.
thấy khó bới à? Cái bao tay. À, bao tay. Mà nó có nóng không? Còn nóng không con? Đây các bạn sẽ bóp cái cơm này cho nó tơi, nó khô, lát được chiên. Rồi bên ngoài này là chị Leo xếp những cái lá rau xà lách, rồi lát xíu để mình sẽ bỏ sườn lên trên, cũng trình bày giống như là cỗ đám cưới à. Thì cái rau xà lách rửa sạch rồi để ráo nước, rồi lát thì mình bỏ cái những cái phần sườn lên trên. Để cơm chiên mình có nấu canh không con? Dạ không. Có. Đây các bạn, cái phần sườn hồi sáng đi chợ này là đã chế biến xong, đang để trong cái chảo, lát xíu là sẽ múc lên xếp vào từng các cái dĩa. Rồi mình sẽ ăn vụng một miếng xem sao nha. Mình sẽ ăn vụng một cái miếng sườn này, gọi là ăn thử thôi. Nhà bếp thì thường thử không biết là cái vị nó ra sao, có chua chua ngọt ngọt hay không. Miếng sườn này cay cay này, có cái vị hạt tiêu, ớt, rồi muối, mắm. Cũng khá ngon nhé. Bây giờ bạn ấy sẽ tiếp tục bỏ trứng, đậu, rồi chả sắp ra. Ủa, nêm gì vậy? Chưa. Chưa nêm, phải nêm cái đầm trước rồi mới bỏ. Ừ. Chị em nêm sẵn đúng không? Cái là gì vậy Leo? Hả? Đây là cái trà cây. Đây, mặc dù đầu bếp có sức khỏe nhưng phải có bạn Leo này, bạn ấy sẽ nêm nếm gia vị cho vừa đủ, cho vừa ăn. Còn cái này vô nó đỏ dính luôn. Nếu mà cơm chiên ở ngoài tiệm ấy thì đòi hỏi là những các cái cục cơm nó không có dính vào nhau. Còn ở đây thì thôi, cứ để xem lát xíu ra thành phẩm nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đây, giờ các bạn ấy sẽ xếp sườn lên trên cái những cái dĩa này. Cái này kho ra thì cái nước ăn lại ngon, nước chả dưới với cơm. Thank you.
Kho thịt ngon chưa? Cái này có cho nước màu dừa không? Không ạ. À. Nó làm nào để cho nó được cái màu đó? Để thắng đường lên. À, thắng đường lên đúng không? À, nó ngọt ngọt. Thứ nhất là ngon mắt, thứ hai là ngon mũi, thứ ba mới là ngon miệng. Thử rồi, ăn ngon. Nào, đây này. Thơm quá các bạn. Rồi, còn 2 dĩa, còn 1 dĩa nữa thôi. Đó, nhìn cũng rất hấp dẫn nha các bạn. Cây nhà lá vườn thôi. Đây gạo dẻo quá nên là cơm có cái nó dính cục nhé các bạn. Còn bây giờ sẽ tiếp tục chiên một cái mẻ nữa. Đây trưa nay thì tiếp tục ăn dưa hấu. Cái món dưa hấu này ấy, ăn rất là ngon nhé các bạn. Nó ngọt. Trên còn có quýt, rồi có nhãn nữa. Giờ mình sẽ lên trên kia. Chơi đi, đi đi con. À, rồi tạo dáng, ai chả. Anh này tạo dáng này. Đó, ba bạn này chơi. À. Rồi. Mang qua đây con. Rồi, để xuống. Chú cảm ơn. Ở đây có cái bàn không? Có cái bàn tròn lấy ra để cho mấy chị sắt dưa. Ở đằng trước ấy. Mấy anh mang bàn xuống dưới này nhá.
ăn cơm. Ừ. Rồi để xuống, con để xuống. Trái, cái trái màu vàng là trái gì con? Cái bàn à, cái trái màu vàng tên là trái gì? Trái gì con? Trái gì? Trái chanh nhá. Trái chanh. Tên là trái cam. Đâu, không phải cam mà đây là trái quýt. Quýt là nó nhỏ hơn cam. Mấy con có muốn ăn thử không? Rồi, lấy ra mỗi bạn một trái ăn đi. Ừ. Bạn gái lấy hộ mấy cháu nhỏ. Trái này là nó nhỏ nhưng mà nó tên là trái quýt nhá. Mỗi bạn một trái ăn đi. Không xin chị à? Chị cho không xin chị à? Để cảm ơn chị nhá. Xong các bạn phải bỏ rác vào đúng nơi quy định, nhớ chưa? Trái đó màu vàng là trái quýt, nó nhỏ. Còn nếu mà bự hơn nữa thì mới là trái cam. Trái cam nó tròn tròn đấy. Đây, trong bữa trưa ngày hôm nay ấy, thì các bạn ấy sẽ làm mấy món là món nhãn này, món quýt này, dưa hấu. Thôi đi lấy mấy ghế về đây cho chú. Lấy cho chú mấy ghế nữa nhá. Lên trên kia lấy ghế mang đây. Lên trên lấy ghế mang đây thôi. Này, để các này, nhãn ngày hôm nay là rất ngon này. Đó. Cái này thì mình bỏ ra có cái bao xốp, con bỏ cái dục cái đó đi. Nhãn này có phải rửa không? Khỏi rửa không? Dạ, có rửa gì? Có rửa không? Khỏi cần rửa đúng không? Cái này mình cắt thôi. Cắt thành từng trái bày lên dĩa cho các bạn được rồi. Có cái kéo không? Nhãn này rất ngon nha, nhãn vườn. Mà cái cùi nó dày mà cái mùa này rất ngọt luôn. Được cái là trái cây ở đây thì rất tươi, tươi ngon. Cái nhãn này thì mình thích ăn hơn là cái nhãn xuồng dưới Sài Gòn này. Nhãn xuồng dưới Sài Gòn nó bự hơn nhưng mà cái hột nó cũng lớn lắm, với lại nó không ngọt bằng. Đây, các bạn đang bỏ quýt vô. Đấy, con này con cắt đi này. Bỏ lên đĩa xong rồi cắt, bỏ lên dĩa, cắt luôn vào dĩa. Đây, được một. Đó. Các bạn nhìn ngon không? Cái trái quýt này là không có kéo nên là cắt nó bỏ cái cuống ra. Dạ vâng. Chị ơi ăn thử cái nhãn này ngọt lắm. Nhãn ngon. Lấy chùm ăn thử chị. Vâng. Nhãn ngon đúng không? Vâng. Ăn đi, ăn đi. Đây, này. Nè, con ăn đi.
tươi là vẫn còn chùm này. Một thùng này họ nói nhiêu ký leo nhỉ? 10 ký á. Đây, trái nào hư thì bỏ. Vừa nghe chứ cô, sao ở biển hoài nữa. Cô lấy chùm đi, chị lấy chùm đi. Nè. Lấy chùm nữa đi, nè. Cái này ngon. Lấy quýt quýt, ăn quýt không? Đây. Trái cây này mấy bạn có thích ăn không? Đó, à. Không có mà ăn. Ở đây bao lâu thì mua trái cây ăn một lần? Không có mua trái cây. Đôi khi họ cho là kiểu hư. À. Coi là các cô bác người ta bán, nếu mà hư dập thì ta cho mình. Còn ví dụ bình thường là mình không có, không mua trái cây nữa. Bài hát sùng nè. Cái trái nhãn mà ngon ấy là mình chú chỉ mấy con này, cái này thì chú biết thôi. Ví dụ nếu mà nhìn cái lá mà nó còn xanh ấy, thì là nó tươi. Với hai là cái cuống này, ví dụ như mình rung tới rung lui này, nó không bị rụng. Còn cái trái cây mà người ta hái lâu rồi ấy, thì nó sẽ rời ra, người ta bán cái nhãn rời mà nó không còn cái cuống ấy, thì cái loại đó sẽ rẻ hơn. Còn cái này nó còn nguyên chùm này, nó sẽ tươi, nó ngon hơn. Giống như đây là loại 1 ấy, thì cái loại mà nó rụng hoặc cái ấy là nó, người ta để lâu rồi, người ta chưa bán được, nó không ngon bằng. Nhớ mấy bạn thích ăn trái cây hơn hay thích ăn bánh kẹo hơn? Thích ăn trái cây hơn. À, trời, thế là sành ăn đấy. Ờ, à, chào. Nè, ăn đi. Rồi. Đây các bạn thấy này, trái cây rất tươi ngon nha, quýt và nhãn. Mấy bạn nói là trái cây thường các bạn ấy không mua, mà thường các cô chú nếu mà bán mà còn dư, cái chất lượng nó giảm rồi, thì nhiều người ta làm từ thiện để cho. Và hôm nay thì các cháu ăn cái trái cây rất là tươi và ngon.
Ờ, bạn với sự giúp đỡ của các cháu thì chúng ta đã lặt xong quýt này, nhãn, giờ còn món dưa hấu nữa. Rồi món cơm chiên ăn với sườn và có canh súp. Canh này cũng nấu từ thịt heo nữa. Rồi trong cái phần này đó các bạn là có thứ nhất là cà rốt này, bí ngô này, với khoai lang nữa nhé. Cà rốt, bí ngô, khoai lang. Đây con cắt vô đây nữa đi các bạn. Các bạn cũng cho hành ngò vô, đầy đủ các loại gia vị. Đây giờ sẽ bày vô trong này, bày đồ ăn vô. Và sau đó sẽ mời các bạn tới để tất cả bỏ hết vô đi. Rồi bạn thì bưng canh, bạn thì bưng trái cây. Cái cơm đấy để mỗi bên một đấy em. Mỗi bên một cho các bạn ấy lấy nó chia nhau ra. Bật điện lên được chưa? Điện chỗ nào thôi. Rồi đúng rồi con để đấy. Để cơm hai bên cho các bạn. Đây cơm để cả bên kia nữa để các bạn. Chắc cái bàn đấy bỏ ra thôi đúng không? Bàn đấy bỏ sát vào góc đi. Các bạn tự phục vụ luôn, bưng vô trong giùm chú. Các con bưng vô trong hết đi. Các bạn bưng vô trong đi, bưng vô trong. Con, cầm này bưng vô trong đi. Rồi, sắp xếp nhá, là có một dĩa sườn này, một dĩa trái cây. Rồi một tô canh. Chỗ nào chưa có thì cho vô. Rồi và đến bữa thì các bạn sẽ chủ động lấy bát. Các bạn cứ chủ động ngồi vô đi, ngồi vô hàng đi. Các bạn ngồi vô cứ hai hàng quay lưng vào nhau, quay mặt vào nhau nhá. Vô đi các con. Rồi sẽ sắp dưa nhá. Nó hơi con chắc con này. Eo lè sắc lè. Cái này rồi mình phải ăn đi, đừng có để dành nhá, để dành nó không ngon đâu. Dạ. Con ăn hả? Mình có đem lấy cái dĩa. Mấy em lấy dĩa ra, còn dĩa không? Lấy dĩa ra. Ừ, để dành nó không để lâu được đâu. Để dành là nó bắt đầu nó sẽ bị cái phần ngoài này nó ủng quá. Chắc này mà hơi ông mà ăn thì bỏ ha. Yeah, yeah, bỏ nó.
khác. Qua chia đi, ai cho có thêm đưa. Bằng hàn, hiểu không? Múc cho cô đi. À, đâu, cháu mày sẽ làm. Cô đây mà. Chỉ có vì cô thôi, cô không ăn thôi. Vậy thôi có đem. Rồi đó. Đem đúng không ạ? Thế coi như là lấy hai cái. Đúng rồi. Ăn dưa. Ăn dưa. Từ từ. Quất cái cây sắp vô luôn hả chú? Ừ, sắp vô luôn. Bỏ vô luôn đi con, bỏ vô luôn cho các bạn nhé. Ôi mẹ ơi. Trời ơi, chưa. Đem vô luôn nha. Đây, con chọn đi. Con chọn đi. Chọn cái gì đâu. Hả? Miếng nhỏ đó hả? Trời, con miếng nhỏ thôi. Cái quả này ngon hơn này. Nó chưa có bị. Mình không có để lâu. Dựng lên em tôi ơi. Chú sẽ phát tiền nhá. Chú sẽ có các ông bà lì xì cho các bạn. Thì chú sẽ phát mỗi người là 100.000. Ai có mặt ở đây ăn cơm thì chú mới phát nhá. Ai không có ăn cơm là chú không phát nhá. Rồi mời các bạn ăn cơm nhá. Đây bây giờ các bạn ấy sẽ đi để múc cơm. Các bạn cứ từ từ thôi. Đây, các chị lớn thì múc cho mấy em nhỏ. Thank you.
Đây các chị lớn thì sẽ múc cơm cho mấy em nhỏ. Bên đây mấy anh chị lớn thì sẽ rồi ra ăn cơm ngon miệng. Đây cái bữa cơm này thì do các cháu tự nấu, tự làm hết, tự đi chợ. Bạn nào ăn cơm trong này mới có tiền lì xì nhá, bạn nào ngoài không có nhá. Rồi, vô đi bạn. Bạn vô đi, vô ăn cơm đi. Anh Thối múc cho anh Thối, Thối ăn chưa? Anh Thối này lát có lấy tiền lì xì không? Hả? Anh Thối này đâu biết xài tiền đâu. Hả? Anh Thối có biết xài tiền không? Lát lì xì con có lấy tiền không? Có. Nhưng mà có biết xài đâu mà đấy, cho để chú nhá. Cho chú nhá. Còn cái bà điên là ai cho ăn? Em điên ở trong đây ạ. Ừ. Dạ. Là em ai cho ăn? Cho các em cho ăn ạ. Đút cho ăn ạ. Điên đó thì phải đút. Không có tự ăn được. Đi ra ngoài là cứ đập đầu với tường. Ở trên kia có bàn nào các ông bà đang ăn không? Dạ có ạ. Dạ tôi đang mời chú nhé. Không thì mình sắp cái có dưa lên mời ông bà ăn nhé. Trên các ông câu đang ăn cơm. Ừ, được rồi, không sao. Để cho các bạn ăn trước. Để chú lì xì xong rồi mới đi được. Thôi được rồi, không sao. Để về chú chuẩn bị tiền. Rồi, để xem các bạn ăn nhá. Các bạn ăn hết chưa? Vẫn còn đang tiếp tục ăn. Đây, vài món sườn hết rồi này. Cơm còn bạn ạ, con ăn cơm nữa không? No rồi. Cơm dưa hấu. Mấy bạn thấy cơm này các chị nấu ngon không? Nhưng mà bây giờ chú hỏi thật nha, so bà ngoại nấu với các chị nấu thì ai nấu ngon hơn? Như nhau á, thật không? Thế thì bà ngoại nghe thấy bà ngoại buồn rồi. Nói như nhưng mà bà ngoại sẽ vui vì là các bạn tự làm được rồi. Tuy thì chú thấy là các bạn trình bày thì không đẹp như bà ngoại, nhưng mà nấu mà các con ăn hết là mừng rồi. Trái cây sườn này. Mấy bạn gái này phải ăn nhiều rồi nhá, cho có sức khỏe. Ủa? Bà này ăn ít thế là một chén nhỏ thế à? Ăn nhiều á. Rồi các bạn cứ ăn hết nhá, khi nào hết thức ăn ở trên bàn thì mình mới bắt đầu lì xì nhá. Khi nào hết không còn cái gì trên bàn nữa nhá, không còn gì trước mặt nữa. Này, ăn trái cây dưa hấu, cơm cũng vẫn còn nha các bạn. Đây cơm vẫn còn. Còn một số cháu lớn thì chưa có ăn bên ngoài. Ăn rau đi, ăn rau tốt cho sức khỏe, trời cái lá rau để lại đi. Thưa các cô bác anh chị, thì trong cái lần lên phát quà ngày hôm nay thì Tuấn Dương xin chân thành cảm ơn
Nguyễn, cô chú Nguyễn Minh Lý gửi 4.720.000 là 200 đô chuyển khoản. Vợ chồng anh chị Dương và Lượm ở Úc 1.400 đô Úc. Gia đình Vinny Vân, con của cô chú Đệ Vân gửi 300 đô. Anh Dêm Huỳnh 100 đô, cô Ca Thi Trịnh 100 đô, cô Nguyên Ngọc 50 đô, chị Annie 50 đô, Augustino Lương 500 đô Canada, Stephanie Nguyễn 500 đô, Nga Thủy Hắc Đinh 500 đô, ông Gilbert Cura 1.000 đô. Thì lát xíu sẽ phát cho mỗi cháu là 100.000, còn lại là gửi tiền cho máy ấm. Chị Bình ở sạp 94, 95, 96 tầng hầm chợ An Đông 1 triệu. Chú Phong, cô Liên ở Houston, Texas 500 đô. Chị Tiên cộng anh Thiện ở Mỹ 200 đô. Chú và cô Khuê Dung ở Annandale, Virginia 500 đô. Cô Đông ở Seattle 1.000 đô. Cô Trang 200 đô. Cô Hồng ở Cali 1.000 đô. Cô Oanh và chú Bình ở Cali 1.000 đô. Bác Lang, bác Sồi 5 triệu. Thì xin cảm ơn các cái quý nhà hảo tâm đã đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ. Bây giờ mình sẽ một số ở đây mình sẽ phát tiền lì xì cho các cháu ở phía bên ngoài, rồi các cái cháu ăn ở phía bên trong là sẽ phát sau. Trung ơi Trung, bây giờ mình phát cho mấy bạn lì xì mấy bạn bên ngoài trước đi. Ừ, đây Trung, Trung cầm Trung lì xì. Thôi ưu tiên em này trước này. Thôi có xài được tiền không hay là cho chú? Cho chú nhá, cho lại chú được không? Cho lại chú, cho lại chú, cho chú, cho chú để chú xài ấy, được không? Không á, không á, cho chú mà. Ăn hết cơm đi. À, nó chỉ đi đâu ấy. Rồi. Rồi. Tặng em. Rồi, lì xì, đây, lì bạn này. Rồi, bạn này nhận dùm một bạn nữa. Dạ, Minh Trung. Trung đưa hai, rồi. Rồi, lì xì chị Sang nhá. Chúc chị hay ăn chóng lớn nhá. Rồi, lì xì rồi, con cầm đấy nhá. Rồi. Rồi, gửi con. Rồi. Rồi, anh này. Cảm ơn chú đi con. Rồi, bạn kia. Đây là đây con, Tèo. Tèo. Cảm ơn chú đi. Chúc mừng năm mới nhá. Anh kia nhận tiền rồi, đi ra ngoài. Rồi, Thiên chia với Tèo, nhận tiền rồi, đi ra ngoài. Đưa cho bố, đưa cho ba. À, đấy là ba của... Ba trường, đây là phụ trách Thiên. À. Dạ. Rồi, đứng lại nào, bây giờ chúng ta sẽ nhận tiền ha. Em xếp hàng. Tèo đi ra ngoài đi con. Ai ăn xong rồi thì... ai ăn xong rồi thì nhận, xong đi ra ngoài nhá. Đây. Rồi rồi, từng người một, từng người một. Rồi, chụp qua đi. Rồi. Rồi, lì xì cho các con nhá. Năm mới chúc nhiều sức khỏe. Đây, cảm ơn chú. Rồi, cho con. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú đấy mà. Đây ra đây, cảm ơn chú này. Rồi, cảm ơn con nhá. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Rồi, cảm ơn. Rồi, rồi, cảm ơn Hương nhá. Rồi, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Rồi, các bạn dùng tiền để mua đồ dùng học tập nhá, giày dép nhá. Cảm ơn chú chưa con. Rồi, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn. Rồi, bạn nào lấy rồi đi ra ngoài nhá. Bạn nào nhận tiền rồi đi ra ngoài nhá. Rồi. Cảm ơn chú nè. Rồi. Cảm ơn chú đây, cảm ơn chú, cảm ơn chú. Cảm ơn. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn con. Đây, cảm ơn chú, con cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Con. Rồi. Cảm ơn cảm con. Ơn chú đây. Rồi, cảm ơn. Rồi đứng im coi, cảm ơn chú đi con. Rồi, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn. Rồi từ từ nè, từ từ. Rồi từ từ các bạn, từ từ thôi nhá. Để cho anh còn lấy tiền. Rồi cảm ơn. Cảm ơn này. Cảm ơn mấy ông chú. Cảm ơn con. Không cảm ơn chú mà là sao. Rồi xin cảm ơn. Chúc các bạn ăn ngon miệng nhá. Cảm ơn con nhá. Hay ăn chóng lớn. Rồi. Cảm ơn chú. Rồi. Rồi cảm ơn con. Để xuống đá rồi xin mình chào tao. Nguyên có chưa?
Rồi mình đi ra ngoài đi con. Rồi, mời con. Rồi, nhận đi con. Rồi, nhận đi. Rồi. Rồi, xin mời. Rồi. Bây giờ tiền này làm gì? Mua đồ dùng học tập. Rồi. Chú hỏi con là tiền này con làm gì? Đồ dùng học tập. Rồi, cảm ơn con. Con dùng tiền này con xài việc gì? Đồ dùng học tập. Rồi. Tiền này mua gì? Hả? À. Con mua đồ dùng học tập và lại ăn bánh. À, ăn bánh và mua đồ dùng học tập. Rồi, cảm ơn con. Tiền này mua làm gì? Làm gì nào? Con để dành để nộp học phí. À, để dành nộp học phí. Rồi. Rồi, bạn này tiền con sẽ xài việc gì nào? Đồ dùng học tập. Rồi, cảm ơn. Rồi các bạn. Cảm ơn chú. Tiền này con làm gì? Chưa biết à? Rồi mời các bạn. Rồi lại đây con, hết tất cả lại đây. Rồi, tiền này con làm việc gì? Con làm gì? Ăn gì? Chưa biết đó. Chưa biết đó. Rồi rồi. Học phí thì đâu có đủ đâu. Rồi, mời các bạn. Rồi, cảm ơn. Rồi mời các bạn nhá. Đây đi, cảm ơn chú. Đi ra ngoài. Rồi. Dạ. Ủa đi ra ngoài con Vân. À, nhưng mà đừng có coi lại lần thứ hai giờ chú hết tiền rồi. Rồi xin cảm ơn. Bạn nào chưa nhận lại đây. À, cảm ơn. Cảm ơn chú quay lại đây. Cảm ơn chú. Rồi cảm ơn con. Rồi con đi rồi đi. Rồi cảm ơn nhá. Rồi. Rồi. Anh kia là có bạn lấy giùm rồi đúng không? Ừ. Có người lấy giùm con này nhá. Dạ vâng. Ừ. Rồi. À. Đâu còn mấy bạn nữa? Mấy anh kia. Mấy anh kia có lấy không là chú đi nào. Rồi cảm ơn con nhá. Rồi cảm ơn. Ơi chung đây. Là đây. Còn ai nữa không? Mình lên con. Con à. Cảm ơn chú kìa. Rồi. Của chung lấy đi. Dạ vâng. Chung lấy. Chung với cái thầy. Học chung lấy một. À dạ. Chung lấy. À. Vâng, cảm ơn chú nhiều ạ. Bây giờ con tiền này là những cái bạn đi học dạ. Chưa ấy đúng không? Dạ. Thì rồi chung giữ lấy xong rồi chung nếu các bạn ấy về thì lì xì cho dạ. Các bạn ấy nhá. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Rồi các bạn nhận tiền có vui không? Rồi chú gửi lời chúc sức khỏe tất cả các bạn trong mái ấm nhá. Sang năm là chúc các con là được ngoan này học giỏi và hy vọng là chú sẽ sớm gặp lại các bạn nhá. Rồi. Rồi xin chào nhá. Bye bye. Chào chú. Rồi. Hẹn ngày gặp lại nhá. Rồi chào các bạn nhá. Rồi xin chào. Xin chào nhá. Chào các bạn nhá. Hẹn ngày gặp lại. Rồi. Xin chào, see you again. Rồi bây giờ đã xong cái chương trình ở mái ấm rồi. Thì cái phần một số cháu đi học đại học hoặc là học cao đẳng, học nghề ở xa đó, thì còn lại thì tiền sẽ nhờ cháu Trung sẽ là cái người phụ trách, sẽ trao nốt. Thì bây giờ nói chung là lần này thì mình cũng làm những cái việc nói chung kiểu như là mấy anh này nhận tiền chưa? Nhận rồi à? Rồi chào các bạn nhá, chú về nhá. Nói chung là cũng dần dần là tập cho các cháu giao cái quyền tự chủ cho các cháu, để các cháu tự lập và để giảm bớt cái áp lực của thầy phải lo những các cái công việc lớn hơn. Các bạn nhận tiền chưa? Nhận rồi ạ. Rồi, chào các bạn nhá.